những trích dẫn hay của những người nổi tiếng thế giới. Mời các bạn cùng xem nhé! Nếu một sự việc không mang lại cho bạn thu nhập, cảm hứng hoặc sự cực khoái, việc đó không nên tồn tại trong cuộc sống của bạn. Người nguy hiểm nhất là người luôn lắng nghe, suy nghĩ và quan sát. Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm nó đúng, thì một lần là đủ. Người ta thường tiếc nuối những điều không làm, chứ không phải những điều mà đã làm. Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó. Tôi luôn chọn một người lười biếng để làm công việc khó. Họ sẽ luôn biết tìm ra những cách dễ nhất để hoàn thành. Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá. Tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá. Đừng giới hạn một đứa trẻ bằng học thức của bạn, bởi nó được sinh ra ở một thời đại khác. Để thành công, trước tiên chúng ta phải tin rằng chúng ta có thể. Bạn biết đó là yêu khi bạn thật sự mong muốn người ấy hạnh phúc, dù cho bạn không phải là một phần tạo nên niềm hạnh phúc ấy. Nếu cơ hội không gõ cửa nhà bạn, có nghĩa là nhà bạn chưa có cửa, hãy gắn một cái. Nói hay và hùng hồn là một nghệ thuật, nhưng biết lúc nào cần ngừng lời cũng là một nghệ thuật chẳng kém hơn. Có những người tôi không còn quan hệ gì nữa, nhưng chưa một bí mật nào của họ bị tôi kể ra. Người làm nhiều hơn những gì họ được trả, sẽ sớm được trả nhiều hơn những gì họ làm. Rủi ro đến từ việc không biết mình đang làm gì. Đừng cầu mong một cuộc sống dễ dàng, hãy ước bạn có đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đến với nhau chỉ là bước khởi đầu, giữ được sự gắn kết là bước tiếp theo, làm việc cùng nhau mới là thành công. Các bạn cảm thấy tâm đắc câu nói nào nhất? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé!